Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm, chuyên mục do Chi cục Phát triển nông thôn phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam thực hiện. Những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chuyên mục số này. Quảng Nam hiện có trên 200 sản phẩm OCOP, trong đó một sản phẩm tiềm năng 5 sao. Núi Thành ra mắt điểm bán hàng trưng bày sản phẩm OCOP. Sản phẩm OCOP dầu mè đen Đại Bình đứng vững trong bối cảnh dịch Covid-19. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn vừa chủ trì cuộc họp đánh giá chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021 và triển khai đề án đến năm 2025. Hiện nay tỉnh Quảng Nam có 206 sản phẩm OCOP của 171 chủ thể được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận 3 sao trở lên, trong đó có 179 sản phẩm 3 sao, 26 sản phẩm 4 sao, 1 sản phẩm tiềm năng 5 sao. Thông tin từ cuộc họp cho biết hiện nay lĩnh vực nông thôn mới bình quân chung số tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn của toàn tỉnh 194 xã là 15,9 tiêu chí mỗi xã, tăng 4,46 tiêu chí so với năm 2015 và tăng 13,3 tiêu chí so với năm 2010. Có 113 xã trên 194 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 58%, vượt 2 xã so với mục tiêu giai đoạn 2016-2020 đã đề ra. Chương trình xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu có 165 thôn được công nhận đạt chuẩn, vượt mục tiêu đề ra 32 thôn. Có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: Đại Hiệp, Duy Trinh, Duy Phước, Cẩm Thanh, Quế Phú và một xã Đại Hiệp của huyện Đại Lộc công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020. Điều đáng ghi nhận trong chương trình xây dựng nông thôn mới, việc thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm đã đạt nhiều kết quả, đưa Quảng Nam trở thành tỉnh nằm trong top dẫn đầu cả nước về xây dựng sản phẩm OCOP. Hiện nay tỉnh Quảng Nam có 206 sản phẩm OCOP của 171 chủ thể được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận 3 sao trở lên, trong đó có 179 sản phẩm 3 sao, 26 sản phẩm 4 sao, 1 sản phẩm tiềm năng 5 sao. Tổng nguồn vốn chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 hơn 3.100 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển hơn 2.000 tỷ đồng và 1.555 tỷ đồng cho xây dựng xã nông thôn mới. Giai đoạn 2021-2025, phấn đấu có 42 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 113 xã duy trì nâng chuẩn nông thôn mới, 39 xã không còn dưới 15 tiêu chí, 99 xã nâng cao xã nông thôn mới và 28 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Hai huyện Duy Xuyên và Phú Ninh đạt huyện nông thôn mới nâng cao. Có 4 huyện nông thôn mới: Tiên Phước, Núi Thành, Nông Sơn và Quế Sơn, trong đó huyện Tiên Phước đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Tam Kỳ vừa tổ chức diễn đàn kết nối hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tham dự có lãnh đạo thành phố Tam Kỳ cùng đại diện ban điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh và hơn 70 doanh nghiệp, hội viên phụ nữ thành phố tham dự diễn đàn. Tại diễn đàn, Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Trần Nam Hưng và ban điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh đã chia sẻ các chính sách hỗ trợ của chính phủ tỉnh Quảng Nam và thành phố Tam Kỳ cho phong trào khởi nghiệp sáng tạo. Thành phố Tam Kỳ sẽ tiếp tục xây dựng nhiều cơ chế hỗ trợ kết nối giao thương, góp phần đưa sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP của chị em phụ nữ tiếp cận được với người tiêu dùng. Trong bối cảnh tác động xấu của dịch Covid-19, phương pháp bán hàng online được nhiều đại biểu quan tâm. Đây cũng là nền tảng được nhiều doanh nghiệp ứng dụng trong thời điểm hiện nay. Các câu hỏi xoay quanh vấn đề như: làm sao để bán hàng online? Cách thức xây dựng kênh phân phối online có gì khác so với offline? Cách bán hàng trên các sàn thương mại điện tử hiệu quả được nhiều đại biểu quan tâm, chia sẻ. Diễn đàn đã chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Tam Kỳ với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Ủy ban Nhân dân huyện Thăng Bình vừa tổ chức họp đánh giá chấm điểm xếp hạng đối với sản phẩm của huyện đăng ký dự thi nâng cấp OCOP cấp tỉnh năm 2021. Theo đó, huyện Thăng Bình có 6 sản phẩm đăng ký tham gia dự thi OCOP và 2 sản phẩm đăng ký nâng hạng. Tại cuộc họp, sau khi nghe các chủ cơ sở, đơn vị sản xuất giới thiệu về sản phẩm, hồ sơ minh chứng công nhận chất lượng sản phẩm, căn cứ theo tiêu chí quy định, Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP huyện Thăng Bình đã đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện sản phẩm và chấm điểm từng tiêu chí của sản phẩm theo 3 rem, qua đó làm cơ sở để xếp hạng sản phẩm OCOP cấp huyện, đồng thời đề nghị các chủ thể sản phẩm tiếp tục hoàn chỉnh sản phẩm và các thủ tục theo quy định để dự thi phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh trong thời gian tới. Hiện nay, những thông tin về các sản phẩm đã được công khai và kiểm tra mã QR, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Những sản phẩm đăng ký tham gia chương trình OCOP năm 2021 của huyện Thăng Bình hầu hết là sản phẩm chủ lực thế mạnh của từng địa phương, trong đó một số sản phẩm đã sản xuất đại trà, đưa ra thị trường tiêu thụ đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành vừa tổ chức nghiệm thu ra mắt điểm bán hàng trưng bày quảng bá sản phẩm OCOP huyện tại siêu thị mini của hợp tác xã tổng hợp Thuận An, thôn Đông An, xã Tam Giang.
Điểm bán hàng trưng bày quảng bá sản phẩm OCOP này có diện tích 100m², được đầu tư đầy đủ các thiết bị như kệ trưng bày sản phẩm, tủ mát, tủ đông, máy lạnh, bộ máy tính tiền, phần mềm bán hàng. Tổng kinh phí đầu tư hơn 220 triệu đồng, chưa kể cơ sở nhà trưng bày. Trong đó, Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành hỗ trợ 100 triệu đồng từ nguồn kinh phí OCOP năm 2021. Hiện tại, điểm bán hàng trưng bày quảng bá sản phẩm OCOP huyện tại siêu thị mini của Hợp tác xã Tổng hợp Thuận An đang bán và trưng bày 10 trên 13 sản phẩm OCOP của huyện Núi Thành đã được xếp hạng 3 sao cấp tỉnh năm 2019 và năm 2020. Trước đó, năm 2020, Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành đã ra mắt điểm bán hàng trưng bày quảng bá sản phẩm OCOP tại cửa hàng Dream Garden ở khối phố 2 thị trấn Núi Thành. Như thông tin trong chuyên mục OCOP đã đưa, sản phẩm OCOP dầu mè đen Đại Bình ở huyện Nông Sơn hiện không chỉ là sản phẩm tạo nên thương hiệu mà còn thu hút khách hàng, mặc dù trong bối cảnh nhiều tác động bất lợi của đại dịch COVID-19. Đây là sản phẩm được đánh giá khá thành công trong 4 năm triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP ở địa phương này. Dầu mè đen hay còn gọi là dầu vừng đen là sản phẩm nguyên chất thực vật được làm từ hạt mè đen. Theo nhiều nghiên cứu, dầu này có tác dụng rất tốt trong việc cải thiện sức khỏe, giàu chất dinh dưỡng, giàu chất chống oxy hóa, tốt cho hệ tiêu hóa, nhuận tràng, giảm huyết áp, giảm cholesterol, đặc biệt tốt cho trẻ em, người ăn chay, vitamin E và vitamin B có trong dầu mè đen, giúp da mềm mại hơn, giảm nếp nhăn. Nhiều năm qua, người nông dân làng Đại Bình cũng đã có thu nhập ổn định nhờ vào việc cùng với hợp tác xã sản xuất chế biến dầu mè đen. Mè đen với là có mặt hàng nông sản khác thì mè đen nó giá trị nó cao hơn. Thì vì là đậu phộng là ký là hăm mái hăm tối nên 30 ngàn một ký. Nhưng mà mè đen tới có nhiều khi là phải tới 45 ngàn một ký. Cho nên là gia đình tôi thường xuyên là ha lùm xăng mùa đạo là tôi lùm mè đen. Thì việc sản xuất của mình so với mè đen là rất là ổn định. Thì hiện nay là nông dân là đa số là họ lùm trụng nhất là mè đen là nhiều hơn. Hiện nay, ngoài việc ký kết thu mua bao tiêu sản phẩm, Hợp tác xã Đại Bình còn đang liên kết, xúc tiến thương mại, đưa sản phẩm ra thị trường, tư vấn hướng dẫn địa phương, các chủ thể phát triển, đăng ký bảo quản hộ nhãn hiệu, hướng dẫn thực hiện quy định về nhãn hàng hóa, sử dụng số mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc, vệ sinh an toàn thực phẩm, kết nối cung cầu đối với sản phẩm OCOP dầu mè đen Đại Bình. Được biết, dầu mè đen được Hợp tác xã Đại Bình sản xuất theo quy trình công nghệ khép kín hoàn toàn, không sử dụng bất kỳ hóa chất khử mùi, khử màu, chất bảo quản, cũng như phụ gia thực phẩm khác. Sử dụng công nghệ lọc thực phẩm, lọc sạch bụi bẩn, cặn và các tạp chất khác giúp dầu trong hơn, có màu sắc, mùi vị ổn định, bảo quản được thời gian lâu. Tôi đã áp dụng cái khoa học kỹ thuật để đưa vào sản xuất và đồng thời để mặt hàng nó tiến xa và ra thị trường, chúng tôi đã ký hợp đồng và liên kết liên lạc quảng bá sản phẩm ra các nơi như Đà Nẵng, Quảng Nam và thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh thành trong nước, các siêu thị lớn của trong nước để đưa mặt hàng sản phẩm dầu mè đen nguyên chất Đại Bình đi xa hơn. Và tiến tới chúng tôi sẽ tìm một phương án để xuất khẩu ra nước ngoài đạt hiệu quả cao hơn. Đến bây giờ thì đối với huyện Long Sơn chúng ta được 7 sản phẩm. Riêng cái mà đang đối với huyện Long Sơn á, thì năm 2019 đã đăng ký mà đang, nhưng mà thật sự là mà đang đối với lại những cái chương trình nội cốt, đối với những cái sản phẩm mà đặc biệt là những sản phẩm người dân tiêu dùng nó rất là khó. Nhưng mà thật sự thì chúng ta cũng rất là mừng tất cả những cái sản phẩm của năm 2019 trong đó có mà đang đã được 3 sâu. Thì đối với người dân thì hiện nay cái diện tích mè đen trên địa bàn của thôn Đại Bình thì hiện nay đã được khoảng 20 hecta và đối với người dân thì hưởng lợi rất là nhiều. Lợi thứ nhất là cái sản phẩm của họ được ra thị trường. Cái hưởng lợi thứ hai nữa là sản phẩm người ta ổn định. Và đến đây thì Hợp tác xã Đại Bình sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình, đặc biệt nhân rộng thêm diện tích đối với Đại Bình và trên địa bàn huyện Nông Sơn của chúng ta. Đối với sản phẩm mè đen của Đại Bình thì thật sự mà nói thì năm 2021 này chúng ta đăng ký tiếp tục cho họ nâng cấp 3 sâu lên 4 sâu và cái hướng đi của họ là họ sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình và đặc biệt là nhân rộng đi trên các địa bàn của các xã trên địa bàn huyện Nông Sơn để cho cái sản phẩm của mè đen đối với Đại Bình được vươn xa hơn
Cái đặc biệt hơn là người dân ổn định về thu nhập, ổn định đầu ra đối với người dân. Thực sự là chương trình ô cốp của chúng ta nó có một cái lợi thế nhất định đối với người dân là như thế. Năm 2019, dầu Mè Đen Đại Bình được Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa vào phương án thí điểm phát triển sản phẩm ô cốp theo chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam giai đoạn năm 2018-2020, định hướng đến năm 2030. Hiện dầu Mè Đen Đại Bình được công nhận là sản phẩm đạt chất lượng ô cốp 3 sao. Hưởng ứng phong trào phụ nữ khởi nghiệp những năm qua, được sự hỗ trợ động viên của tổ chức hội và chính quyền các cấp, nhiều hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Tiên Phước đã mạnh dạn đầu tư xây dựng các mô hình khởi nghiệp mới, bước đầu đem lại kết quả khả quan. Mô hình sản xuất các loại sản phẩm ô cốp tinh bột truyền thống của chị Trần Thị Minh Thuấn ở xã Tiên Sơn là một điển hình. Tốt nghiệp Đại học Nông Lâm Huế nhưng chưa tìm được việc làm phù hợp, năm 2019 chị Thuấn cùng chồng mở cơ sở chế biến tinh bột nghệ và tinh bột ngải ngay tại địa phương, vừa tạo hướng phát triển mới cho gia đình, vừa giúp bà con nông dân tiêu thụ hết lượng nguyên liệu khá dồi dào tại địa phương. Bằng kiến thức được học cùng với thông tin cập nhật trên mạng Internet và học hỏi thêm tại một số cơ sở sản xuất đi trước, vợ chồng chị Thuấn quyết định mua một máy xay tinh bột nghệ trị giá hơn 10 triệu đồng và đầu tư mua nguyên liệu sản xuất lô sản phẩm đầu tiên vào năm 2019. Mặc dù mới đi vào hoạt động, nhưng nhờ thường xuyên cập nhật thông tin qua mạng Facebook bán hàng online, nên sản phẩm làm ra cũng có lượng khách hàng nhất định. Năm 2020, chị đầu tư mua thêm máy chà đánh vỏ và mở rộng sản xuất thêm sản phẩm ô cốp tinh bột sam, một loại củ làm thức ăn rất bổ dưỡng, được sử dụng rộng rãi tại địa phương trước đây. Trong thời gian tới, chị Thuấn dự định sẽ vay vốn mua thêm máy móc thiết bị, đồng thời liên kết với bà con nông dân tạo vùng nguyên liệu ổn định, xây dựng và từng bước nâng cao các sản phẩm ô cốp địa phương, vừa tăng thu nhập cho gia đình, vừa tạo thêm việc làm cho người dân tại địa phương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương mục Mỗi xã một sản phẩm. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.